Rồi Quốc Hùng chào toàn thể tất cả các anh em đang theo dõi kênh của âm thanh Wow. Đến với video hôm nay, Quốc Hùng xin giới thiệu tất cả anh em về tổng cộng là 6 con bao và một cái con van. Và những dòng sản phẩm này thì nó có phân khúc tầm giá dưới 10 triệu để phục vụ tất cả anh em. Và những phân khúc giá nó sẽ khác nhau, nên là anh em nào chơi thì cảm thấy ok. Và những cái con tầm những sản phẩm tầm giá này thì alo đúng không? Rồi buổi đêm hôm nay thì Quốc Hùng sẽ đi vào nhanh gọn giới thiệu với anh em 6 con bao và một con van. Này đó là cái con đầu tiên là WC 1400, thì dòng này thì là dòng đại Mỹ xuất sang thị trường Hàn Quốc với là dòng điện là 220V. Đấy. Ở đây thì tất cả anh em thì nhìn thấy là toàn là chữ Hàn Quốc thôi nha, chữ Hàn. Đây chữ Hàn này. Điện là 220. Đó, chạy là 16 con sò Toshiba chữ đó. 16 sò sắt nha nè, Toshiba chữ đó. Và công suất ra lò là 300W trên kênh. Đây, phù hợp cho anh em đánh vào những cặp lò 40, một cặp 40, 30 và những cặp lò bốt thì hai cặp, anh em ghép hai cặp vào đánh thoải mái nha. Và chất âm của WC thì vậy rồi cực kỳ là hay. Chất âm là ngang ngứa với là những dòng thương hiệu cũng đình đám của Mỹ như là Crown. Sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 8 triệu. Đấy, 8 triệu bao ship nha anh em. Tất cả giá đây thì em thông báo lên là em đã bao ship hết cho anh em rồi. WC 1400 có giá là 8 triệu nha anh em. Đấy, hàng còn cực kỳ là mới nha, cực kỳ là mới. Em sẽ quay hết đằng trước một vòng rồi em sẽ quay sâu cho anh em xem về độ mới của những sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai là một chiếc đáy Ramsa đến từ hãng Panasonic của Nhật. Ramsa có model là VKB9220. Thì dòng này thì nó chạy là 16 con sò xanh Ken 2 vít. Sò rất là lớn và công suất nó cũng cực kỳ là khủng so với là phân khúc giá của nó. Công suất mát lên đến là 1180W nha anh em. Và con này thì về ruột ga và hình thức bên ngoài cũng còn cực kỳ là mới và chạy điện là 100V. Công suất là 300W trên một kênh. Và mặt trước của nó thì nó có một cái lỗi tí rồi đó. Mình đã trời xước xước mất cái lớp sơn này. Đây là giá của nó tốt, cực kỳ là tốt. 6.500.000. Còn hàng này mà đẹp long lanh mới thì giá là 7.500.000 nha anh em nha. Đấy. Và con này thì chỉ bị sơn xước phía trước mặt này, còn lại tất cả là đẹp xuất sắc nha anh em. Vừa rụt gan cũng như là sexy bên trong bên ngoài luôn. Giá là 6.500.000 nha. Và chiếc đói thứ ba mà em muốn giới thiệu với anh em là một cũng là một hãng đến từ Nhật, đó là Yamaha. Hãng này thì quá là quen thuộc rồi, Yamaha. Nó có model là 150. 150 thì con này là dòng đẩy phù hợp cho anh em đánh những cái cặp lo tầm bass 30 đổ lại hoặc là đánh những cặp lo bốt. Đấy. Chạy là 10 con sò thang và công suất ra lo là 200W trên một kênh. Đấy. Và giá của nó thì cũng tương đối là cực kỳ là rẻ và thấp nhất trong những trong số của những con đời này. Và cái độ mới nó thì gọi là còn cực kỳ là mới.
con này chạy điện là 100V à, và có mức giá là 3.500.000 nha anh em à. Và con giá này thì anh em lựa chọn những con như thế này, chất lượng và đánh chất tiếng hay, đến từ hãng Yamaha à, cực kỳ là hay nữa anh em, đánh vào những cặp lô bô à, những cặp lô mà bắt 30 đô lại thì anh em lựa chọn nó, giá cực kỳ tốt, 3.500.000. Rồi tiếp theo là một chiếc quang Gunting K7FX. Dòng này thì em giới thiệu với tất cả anh em quá nhiều rồi à, thì con này thì không giới thiệu nhiều nữa, báo giá luôn cho anh em là 3.200.000. Sản phẩm thứ 5 là chiếc đáy Dribbler 6230, model là 6230. Dòng này thì cũng gọi là dòng hiếm của Dribbler nha anh em à, chạy là 8 sò sanken Havit à, và công suất ra lò là 200W/kên. Dòng Dribbler chất âm nó là mượt mà, sạch sẽ và chi tiết, nghe nhạc cực kỳ là hay, đặc biệt dòng này không có quạt gió, không có quạt gió nên anh em phù hợp cho anh em nghe nhạc. Và tất cả những cái con trong này thì quạt gió đều rất là êm nha anh em, hầu như là không nghe tiếng gió luôn, và riêng con này là không có quạt luôn à. Và con này Dribbler 6230 có mức giá cũng cực kỳ là tốt, giá ưu đãi cho anh em với mức giá là 6.200.000 nha. Sản phẩm thứ 6 à, là chiếc bao Ramsa VKB 9150. Dòng này thì chạy 12 sò Toshiba trường lớn và công suất ra lò là 200W/kênh. À, nhưng mà công suất nó cũng cực kỳ là khỏe nha nè, cực kỳ khỏe. Những dòng Ramsa thì họ thiết kế công suất mát của nó cũng cực kỳ là khỏe luôn. À, và còn rất là mới, chỉ là thiếu thùng thôi. Và con này thì có mức giá cũng cực kỳ là tốt, mức giá là 5.500.000 nha anh em nha. À, những cái phân khúc giá này thì anh em không thể nào mà bỏ qua những cái sản phẩm này, tại vì những hàng đặc mỹ như thế này rất là xịn sò và bền bỉ theo thời gian, nên anh em chơi thì không sợ về cái độ bền của nó cũng như là cái chất lượng của nó và chất âm của nó ra thì phải gọi là cực kỳ là hay. Riêng bên Đăng Thành đúng không, những cái dòng sản phẩm nào mà Quang đã trải nghiệm qua cảm thấy nó chất âm, nó hay và độ bền tốt thì Quang Hùng sẽ tiến về để chia sẻ cho anh em à, trước hết là chúng ta trải nghiệm về chất âm của từng model, từng sản phẩm, và từ những phân khúc nhỏ nhất cho đến những phân khúc lớn à, từ những phân khúc mà tầm 3 triệu, 4 triệu cho đến những phân khúc tầm 30 triệu thì những phân khúc đó thì những cái dòng sản phẩm nào mà có chất âm hay thì Quang Hùng sẽ tiến về để cho anh em tham khảo và cũng như là anh em kết những cái dòng sản phẩm nào anh em yêu những dòng sản phẩm nào thì anh em sẽ lựa chọn cho mình à. Và bên Quang Hùng thì chủ yếu là làm những dòng Nhật Mỹ thôi nha anh em, Nhật Mỹ à, chủ yếu là như thế. Rồi Ramsa với cái B9150 thì nó có mức giá là 5.500.000. Và sản phẩm thứ cuối cùng, sản phẩm đến từ Mỹ, đó là Bway CS800S. Thì con này thì gọi là khủng nhất trong những trong tất cả những sản phẩm này. Thì con này có công suất là 1200W/2 kênh ở chế độ stair và 600W/1 kênh là dòng đáy 2 kênh, chạy là 24 con sò, xin lỗi anh em, 20 con sò Motorola à. Và con này thì đánh tốt những cặp 40
và kết hợp rất tốt. Chất âm của B-Way thì phải gọi là quá là hay, nằm trong những top 4 của nằm trong top 5 của những thương hiệu mà nổi tiếng của Mỹ. Coi như Crown, đây Crown này, Boss, Cowper, Whisper, Rebeller, B-Way, là những dòng thương hiệu mà cho chất âm cực kỳ là hay của Mỹ. Còn về Nhật thì chúng ta có thể tham khảo những dòng như là sản phẩm như là đính thì có Akutfei, Victor, Ramsa, Yamaha, vân vân. Đó là về những cái dòng nhạc thì thường là những cái dòng em vừa nêu tên ở trên thì chất âm của nó phải gọi là nhắc nhì của những cái thương hiệu đó nha anh em. Rồi thì CS800S thì con này có mức giá cao nhất nhưng mà nó vẫn dưới 10 triệu nha anh em. Đó, phân khúc giá 9 triệu. CS800S giá là 9 triệu. Và tất cả những sản phẩm này thì em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Quốc Hùng. Rồi em sẽ quay chi tiết đằng sau một tí nữa rồi em xin phép dừng clip nha anh em nha. Đây. Cái con WC 1400. Volume chiếc áp nó là đằng sau. Và còn cực kỳ là mới nha anh em. Đồ mới đó là anh em thấy rồi. Tạm lo nè. Đây, máy nghiên cứu đa 300W trên kênh 1400, điện 220V và công suất tiêu thụ điện max là 990W, cực kỳ là khủng nha anh em, 990W này. Máy in da bao, xin lỗi đây, máy in cứu đa nha. Và xuất thân thì chủ hàng nên là nó sẽ in tất cả là tiền hàng rồi, tất cả là tiền hàng. Sản phẩm thứ hai là một chiếc Rapsa với cái B920 thì con này thì mát là 1180W, điện là 100V, công suất tiêu thụ điện là 513W và cũng còn rất là mới nha nè, rất là mới. Những sản phẩm này em không có cho anh em là còn cực kỳ mới hết. Yamaha 150 để volume chiếc áp cũng đằng sau và chạm lo. Đấy. Cũng còn rất là mới luôn. Đây, cái sau vang vô tinh. Vang vô tinh thì nó có 3 cái đường AUX. AUX 1 thì còn có 2 cái cổng. AUX 2, AUX 3. Đường ra sub, đường cho anh em đánh sub này. Đường này thì ra main thì chúng ta có hai đường như thế này và một đường là ra box sen và một đường ra đường canon, ra đường locator nó lời và trên có thể trên 30 chép điện là 200 đến 24. Hàng châu Âu nha anh em, hàng châu Âu nên là 200 đến 24. Zibler thì đó là chạm lo nha anh em. Và đây là thanh tản nhiệt nó, để tản nhiệt đằng sau con này không có quạt gió. Zibler 6230. Đường vào. Vào đây anh em, gồm jack siêu ly và Canon. Tiếp theo là Ramsa 9150. Đây nó có công suất max là 1100W và 200W trong kênh. Điện là 100V, điện là 100V anh em nha. Và hàng còn cực kỳ là mới nha nè, cực kỳ là mới. Con này thì rất là mới luôn. Sản phẩm cuối cùng là chiếc B-Way CS800S.
Con này thì còn rất là đẹp và có hai con gió đằng sau, công suất là 600W trên 1 cân. Đấy. Và công suất 1200W trên 1 cân nữa, chế độ 1 cân. Rồi. Đó là những sông bấm mà hôm nay em giới thiệu với tất cả anh em. Rồi em lựa chọn cho mình những được những sản phẩm nào thì alo cho Quốc Hùng. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nha.